mùa xuân năm 1987, chúng tôi, những người lính được tập trung về học tiếng Nga tại trường Đại học Ngoại ngữ Quân sự Bình Đà để chuẩn bị sang Liên Xô học. Những tháng ngày tại Bình Đà tuy thiếu thốn, nhưng chúng tôi đã học say sưa. Trong cái nóng, cái đói, chúng tôi vẫn vui đùa theo dòng Nghệ Tĩnh. Tổ dê là cụm và cụm là tổ dê. Và cất tiếng cười vang, rồi cùng nhau tập hát tiếng Nga. Đêm hội diễn văn nghệ, lớp chúng tôi đã hát bài Ôi Svichot Kalina. Khi đó, bài hát chưa được dịch và chúng tôi thậm chí chưa hiểu hết ý nghĩa của bài hát. Nhưng giai điệu mượt mà và sự nhiệt tình của những người lính đã làm thầy cô và bạn bè thấy ấm áp. Hơn 20 năm trôi qua, bài hát vẫn mãi bên tôi và nỗi day dứt phải dịch lời bài hát cứ theo tôi. Hôm nay trong nỗi nhớ, tôi đã dịch một mạch thành lời của bài hát Ôi hoa Kalina đang nở. Xin gửi tặng các thầy cô, các học viên trường Đại học Ngoại ngữ Quân sự Bình Đà và các anh các chị đã học tập và công tác tại nước Nga. Cũng xin tiết lộ, ngày đó có một cô giáo xinh đẹp rất quý một người bạn trẻ trung, đẹp trai của lớp tôi. Nhưng bạn tôi vì mải học nên cũng vô tình giống chàng trai trong bài hát. Người bạn cùng giường, cùng học và cùng sẻ chia những năm tháng ngọt ngào ngày ấy, nay đã đeo quân hàm cấp tướng. Anh là người luôn rất trân trọng các kỷ niệm của cuộc đời. Парня молодого полюбил.
đang trên